Mình là nắp cái nào thấy nắp đây thì trước khi video này bắt đầu ơi, các bạn đừng quên để like cái nút like, nút đăng ký, nút chia sẻ nha, và đừng quên qua kênh của tất cả mọi người, cho mọi người tất cả mọi người nữa, và đừng quên nhớ hashtag trong danh sách này hashtag nút 2019 hoặc là nút vui vẻ nha. Đó thì hôm nay á, không biết làm gì hết các bạn ơi, mới ngủ dậy xong một không khí trong lành ra hít thở rồi. Ủa, hôm nay không có ông con. Khó khê. What the hell? Ủa, ai vậy? Ai mà anh đây, anh ơi? Đây, anh đây. Anh là anh ai? Nè. Anh là ai anh mà cài là... cái nào? Ủa? Chàng trai đến từ mặt trăng. Ui, cái tiếng gì vậy? Ui, 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 ui. Cái tiếng gì vậy? Ai mà biết được à, cái tiếng con rồng của nó ta. Trời ơi, hết hồn luôn. Trời ơi. Sao, hôm nay qua đây có chuyện gì không? Wow. Nhà đây. Của ai đẹp vậy nấp? Nhà của nấp đó ghê chưa? Hèn gì xấu quắc. Xây cái gì mà hả? Xấu. Xấu nhưng mà độ phòng thủ nó rất cao. Bây giờ thắt anh MK vô được đây đó. Vô đi. Đâu? Vô đi. Ủa cái gì ấy? Không. Ủa sao anh bay vô được vậy? Rồi ủa sao, anh bay được hay vậy? Tất cả là nhờ vào đây. Ủa cái gì vậy? Cái gì anh bay anh vậy? Chiếc nhẫn từ siêu trộm kích. Lộn, không phải siêu trộm kích. Hả? Chiếc nhẫn từ hành tinh màu xanh lá. Anh đã từ trên đó bay về đây, thấy không? Anh còn đội mũ phi hành gia nè. Ủa, ghê á. Ủa, vậy chiếc nhẫn đó là làm được mình bay luôn hả? Chiếc nhẫn này có thể biến mình trở thành siêu nhân. Đúng không? Siêu anh hùng. Ghê đó. Cho nó thử đi. Không, nấp sẽ không biết sử dụng cái nhẫn này đâu. Cái nhẫn này nó có một cái sức mạnh gọi là nó cực kỳ ghê gớm, cực kỳ gọi là cực kỳ mạnh đó. Nói chung là như vậy. Rồi sao nữa bây giờ nấp muốn đây. Xài đó, cho nó bay. Nhưng mà trước khi cho nấp xài thì anh cần phải biểu diễn cho nấp xem đã. Đâu nấp biểu diễn phải coi. Xem anh trước khi từ nha, nấp đừng có nhặt vô nha. Nếu mà nhặt vô là nó sẽ gọi là ăn thịt nấp luôn á. Ghê đâu. Ghê không nè. Nấp cầm đây nè, thấy không? Thấy. Sao đây nữa? Đây là lúc này anh đang cầm nè. Bây giờ anh sẽ gọi là chuyển tay nè, thấy không? Nó thấy không? Chuyển tay rồi sao nữa? Rồi lấy xuống nè. Sau đó bây giờ anh sẽ bỏ nó vô đây. Là đeo vô, thấy chưa? Đeo vô rồi sao nữa? Đeo vô, khác cầm nha. Lúc nãy nấp thấy là anh cầm, bây giờ là anh đeo vô. Đeo vô. Bây rồi. Giờ anh cần phải kích hoạt sức mạnh của anh lên một lần nữa. Tại vì cái này á, nó cần gọi là phải có sử dụng sức mạnh ánh sáng xanh thì núp mới có thể gọi là triệu hồi được những cái sức mạnh từ bên trong chiếc nhẫn đó. Nó cần có năng lượng. Đây là chiếc đèn sức mạnh. Đâu đây, từ để anh sạc sạc điện cái rồi. Ủa, có điện trời. Rồi anh nói cái từ tiếng Anh gì ghê vậy, cái gì mà le te tu gì ghê vậy? Đâu vậy sao nữa? Sạc điện rồi. Bây giờ anh sẽ mặc bộ giáp của mình vô nha. Nấp cúi xuống đây. Nấp đừng nhìn, cúi, đừng nhìn. Rồi. Cúi xuống, đừng nhìn. Xuất hiện. Nhìn đây. Xong rồi anh bận vô rồi. Ta da. Ủa cái gì xung quanh anh vậy? Giống sờ lan cái gì? Đây là ánh sáng xanh. Nó có thể bảo vệ cho anh khỏi mọi thứ. Đau. Ghê không? Thôi bây giờ rồi. Anh xuống thử đây rồi. Từ bình tĩnh để anh thử coi. Vẫn bị mất máu nha. Không, nhưng mà nó có cái này hay lắm. Núp coi nè. Bay đó, ghê. Hip hop. Bây giờ núp xuống đây đi. Bây giờ anh sẽ cho núp một chiếc nhẫn, tại vì anh có được hai chiếc cơ. Cho núp cái đi. Bình tĩnh. Nhanh lên. Núp phải gọi là bình tĩnh để anh đây, chiếc nhẫn đây. Đâu rồi? Sao anh lấy không được nhờ? Từ để anh coi. Đây là chiếc nhẫn nè, anh sẽ bỏ vô chiếc rương, tại vì cái nhẫn này nó rất là quý báu, không có thể nào mà
mà có thể gọi là quăng ra ngoài được đó. Một chiếc nhẫn và một cái đèn. Nhẫn nè, cái đèn. Cầm cái nhẫn và một cái đèn đi. Cầm cái nhẫn, núp cầm cái nhẫn này nè. Các bạn ơi, rồi, nhìn cái nhẫn này giống như cái đồng hồ ấy, nhìn xỉn vậy. Không, núp bây giờ núp bấm nút E lên trên bàn e phím. E lên, ai? Rồi, núp có thấy cái hình cái áo giáp không? À thấy, à cái hình áo giáp màu cái giáp màu trắng á, áo giáp màu trắng á, áo giáp sắt đó. Áo giáp màu trắng. Rồi, núp bấm vô. Nó phải đặt chiếc nhẫn vào nắm đấm của mình để đeo vô ngón tay bự chảng của núp. Rồi bỏ vô cái nắm đấm gì quá, bỏ rồi, vô. Rồi, đó, để đeo vô cái ngón tay của núp, nó thấy chưa? Được chưa? Rồi. Ủa bây giờ có cái gì chưa? Bây giờ nó phải lấy cái đèn ra. Lấy cái đèn ra. Hãy đặt xuống. Đặt xuống. Để rồi sau đó nó phải bấm nút X. À, nút X rồi, nút X. Rồi. Sau đó nó phải bấm thêm nút C. Rồi bấm nút C, rồi. Rồi, được chưa? Bấm nút C, được chưa? Rồi, sao? Sau đó núp còn phải tập trung tất cả năng lượng từ dưới lên trên, sau đó từ trên đi xuống dưới, rồi sau đó chúng ta hãy đọc câu thần chú sức mạnh xanh. Phải đọc liên tục 100 lần. Rồi từ tập trung sức mạnh từ trên dưới lên từ dưới lên trên sau từ trên xuống dưới sau đó lại từ dưới lên trên một lần nữa sau đó đập sức mạnh xanh ok nó phải làm đi. Rồi từ dưới tập trung năng lượng từ dưới lên trên này, dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Rồi nhìn tập trung nha. Rồi gì chứ, mình xanh được chưa? Đâu, núp có thấy cái thanh năng lượng của núp đã lên 100% chưa? Thấy rồi nè. Ủa giờ sao nữa? Bây giờ ở bên tay trái của núp có những kỹ năng. Núp có thể sử dụng. Những kỹ năng đó đúng không? Đúng rồi, đó là những kỹ năng đó. Trời ơi, sao bắn anh luôn vậy? Trời ơi, cái gì trời? Ủa sao có vậy? Em có sức mạnh giống anh đó nè. Ừ. Bọc luôn nè. Ôi dạ, tao muốn cái đèn luôn rồi. Tao, nó bay đi. Bay. Từ từ, anh đang bị móc máu. Nó. Nè, vô rồi. Nước nè. Ôi, bay luôn nè. Wow. Đã quá vậy. Đây, rồi, đây, bây giờ mình sẽ thử coi ai là người bay nhanh nhất nha. Rồi bay, khoan đã. Từ từ, em đang tắt chiêu mà, từ, còn nhiều chiêu. Ủa, còn mình phóng ra cái gì đây? Ủa, phóng ra cái gì vậy? Phóng ra cái hình gì á? Đó là cái đó là một loại linh hồn từ ở hành tinh xanh á. Nó là một linh thú của hành tinh xanh. Sao hết sức mạnh rồi? Giờ hết sức mạnh thì em phải niệm chú lại một lần nữa. Tắm cái đèn. Từ tập trung sức mạnh từ dưới lên trên, từ trên đất quần xuống dưới. Không gì. Sức mạnh xanh. Ủa sao chưa được nữa? Từ khoan lại nè. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới, hít thở không khí lành mạnh rồi chích bánh xanh. Ủa, được rồi nè. Lên, bay lên. Nó bay lên nè. Rồi bây giờ đua nè. Lên. Anh mà cá. Bay, từ, cháy ra. Rồi, lên. Lên nè, bây giờ là, nít nghĩ là đứng trước nhà mới của nít đây nè. Đây là cái nhà mới của núp nè, đây. Nhà nào? Đâu? Đứng đây hả? Bây giờ đứng vô cái gọi là cái này nè. Đây, đúng rồi. Từ để nhảy qua cái. Ê. Ôi, bay cái gì? Thôi, đứng trong đó cũng được. Đợi núp xíu rồi. Núp bay lên qua đây. Bay lên. Lẹ chứ nó hết năng lượng á, mỗi lần hết năng lượng. Rồi, xuống đây. Bay lên cũng được. Bay lên. Rồi, được chưa? Bay thẳng nha. Bay thẳng xong rồi tới đâu? Bay thẳng xong rồi gần hết năng lượng bay về lại, được chưa? Núp còn 45% năng lượng giờ. Lẹ ơi, anh còn 48 nè. Lẹ 1 2 3 bay. Ủa sao anh mà cao bay nhanh vậy? Anh là người chiến thắng. 2000 years later.
rắn rồi. Chạy đâu, nào. Ôi, nó mà nó mới chạy nó. Ủa chạy đâu vậy? Ôi, cái gì quái vật quá trời kìa. Nó nó đâu vậy? Oh my god. Không, không phải tụi này. Em nghĩ không phải tụi này quái vật đâu. Đừng. Rồi, để em tới giao tiếp anh hiểu không? Trời ơi, nó nói rồi nó là quái vật mà không còn giao tiếp cái gì nữa. Trời không, ơi. Không có tiền cho anh mới bắn xong á. À chào bạn, mình ấy. No. Tao vậy. Bây giờ vậy. Anh ơi, em Rồi, mình ở trên này mình bắn thôi. Oh my god, nó vẫn bắn nó được. Ok vậy. Để em bắn cái đứa đó. Mày. Rồi, kêu mới của tao đây. Dạ, bắn cái này, Năng lượng xanh, ôi. Ôi, chết rồi. Mày. Ôi, anh bắn ra mấy con linh vật của cái thế giới này nè. Nó có quá trời, bắn một cái là chết luôn. Ôi. Hay bây giờ nó đông vậy, nấp dẫn nó qua hả? No. Ôi, bây giờ giữ tụi nó xuống dưới đi. Tụi nó chết không được đâu. Tụi nó xuống dưới, để cho bảy cho tụi nó chết hết nè. Ôi, anh bị văng khỏi thế giới luôn rồi. Chết rồi, đợi tí. Trời ơi, mấy con quái này vô sao, làm sao được đây? Mày, chết đi. Ông này dơ vô mặt mày nè. Mày nè. Ủa, anh MK bị ra khỏi thế giới hả? Mày ơi, anh MK bị nó mất tiêu rồi. Năng lượng xanh. Ủa, đi vô được. Mình nữa hả? Bắt cái đầu con này nè. Năng lượng xanh. Ủa, năng lượng xanh chưa được nữa. Mày cút ra. Năng lượng xanh. Ôi chết rồi nè. Nó đâm cái rồi. Ơi, lùi lại. Năng lượng xanh. Rồi xong chết luôn anh mà kia đâu rồi. Ôi lên lại các bạn ơi. Đi ạ. Năng lượng xanh. Ơi, có năng lượng. Mặc cái giáp vô. Rồi, mày nè. Mày nè. Còn một con chết rồi các bạn ơi. Trời, để cho mấy con chết. Mày, úp nó đâu rồi? Bay lên trời. Chết đi con. Rồi, nhưng mà các bạn ơi, bây giờ mình phải dụ nó siêu xuống dưới đây thôi nè các bạn. Ê, mày của chính mình luôn rồi. Ủa, bây giờ xử này không được. Tính là mình có đèn dưới đây luôn các bạn. Thôi, để mình sử dụng luôn. Năng lượng xanh. Rồi, ok các bạn, được rồi. Bây giờ mình sẽ bay ra ngoài kia, mình sẽ đấu tụi nó các bạn ơi, mặc cái giáp lên. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bay ra. Bay gì kì vậy? Bay lên. Rồi, bây giờ mình sẽ bắn tụi nó nè. Mày. Chết hết đi nè. Ui, hết năng lượng. Ê, mày đâu đây? Mày hả, tao chạy xuống dưới, tao lấy năng lượng xanh của tao đây. Quên. Anh đây, đợi tí. Rồi, anh vô lại được rồi. Nó quấn anh văng ở thế giới luôn. Được rồi, đợi tí, năng lượng xanh. Năng lượng xanh, mày nè, chết đi. Ôi, cảm ơn anh MK. Bây giờ, tụi mình không thể tiêu hết, tiêu gì hết được. Bây giờ mình phải dụ nó tới thứ bảy của em nè. Để cho nó chết hết đi anh ơi. Anh MK làm sao kìa. Ui. Mày. Ủa anh mà cái không nói chuyện vậy kì vậy? Bây giờ làm sao? Giờ hãy gồng lên. Rồi, bây giờ hãy bấm bật bộ giáp xanh lên nào. Nhanh lên. Chưa mà, nhưng mà nấp chưa hết sức mạnh rồi, nó bị tập trung vô lại nữa. Nhanh, sức mạnh xanh. Thôi mà có rồi, đại. Rồi, sau đó nấp bật cái giáp xanh lên, sau đó nấp phải tập dùng hết sức mạnh vào cái đôi tay mà có đeo chiếc nhẫn á. Chỉ cần một đấm là nó có thể tiêu diệt được. Thử coi. Nó bay ra đi. Bay ra, tập trung vào cánh tay nha, tập trung nha. Đấm rồi. Đó, thấy chưa?
Hay ấy, tập nói, trung nói là đây. Sức mạnh xanh mạnh lắm, nó đấm chết hết luôn đi. Ôi. Anh sẽ đứng đây nhìn thôi. Ôi, ôi nhưng mà nó chết luôn rồi. Cái vậy? Ôi, nó phải lấy lại sức mạnh rồi. Nó phải lấy lại sức mạnh. Trời ơi, nó đeo nhẫn này cái. Trời ơi, nó bay luôn cái chiếc nhẫn luôn rồi. Trời, là gì ta? Cái gì ta? Sức mạnh xanh. Trời ơi. Rồi bây giờ hãy tập. Bây giờ nó sẽ tập trung lại nè. Rồi, bây giờ nó sẽ bay lên. Phiêu, phiêu. Rồi, thôi nó cần bay lên, nó bay lên cực khó đánh quá. Bây giờ để anh sẽ tập trung sức mạnh. Nó sẽ đấm tụi nó chết luôn. Nó sẽ tập trung sức mạnh và nắm đấm của nó. Ý á. Trời ơi, một phát đấm là chết tụi nó luôn. Quá. Vậy. Đâu, anh sẽ. Đâu, đấm. Chết luôn, anh sẽ đấm. Anh cũng có sức mạnh vậy. Trời, tưởng đâu mình nó có hả? Anh cũng có sức mạnh vậy. Nó cũng có. Mấy thằng này đó, anh đấm cũng chết vậy. Trời ơi, tưởng gì? Dâm ba cái thằng dẹp lép này bắn đấm một đấm, nhảy lên rồi. Oh my god, nó mạnh dữ ta. Chết rồi. Ôi sao nó mạnh dữ ta đó. Không, công nhận là nó mạnh hơn anh tưởng. Mày bắt vô cái đầu nè. Còn tụi mày nó xuống đây nè. Nè ha ha. Sức mạnh xanh. Cái gì vậy? Sức mạnh xanh rồi vậy? Ồ, anh đang tập trung sức mạnh xanh đúng không? Coi sao nó bắt vô nó coi. Bây giờ anh xử mấy con cuối đi. Mấy con cuối nè. Mấy con cuối cùng. Mày, ôi, mày, ô my god, chết luôn rồi. Ôi kìa vậy, ôi, từ nó dễ dạ. Trời, ôi, anh bị văng vô thế giới gì rồi. Oh my god, không thấy đường, no. Ôi, vậy để nó, gì, mấy con cuối vậy. Sức mạnh xanh. Ê, bây giờ nó sẽ dùng sức mạnh này. Nó sẽ bắt cái đầu nó, bật cái này lên. Tập trung sức mạnh vô cái nắm đấm. Wow, rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục với những cái con cuối các bạn ơi. Bắt cái đầu mày. Tập trung sức mạnh vô cái đôi tay này. Mày nè đánh lén nè. Dạ. Tập trung sức mạnh vào đôi tay này. Rồi bắt cho cái đầu mày nè. Còn con nào móc sau. Bắt cho cái đầu mày nè còn nữa à. Mày nè. Mày, ủa anh MK đâu rồi ta? Ủa anh MK biến mất tiêu luôn rồi. Lại bị nó lôi khỏi vô thế giới nào nữa rồi. Bây giờ mình phải giết hết con này mình mới cứu được MK các bạn ơi. Thì giết nè. Bát đi cái đầu mày nè. Rồi còn mấy con cuối nữa các bạn ơi, cố lên. Rồi, mày xuống đây, ngon mày xuống đây. Rồi con này nó bị kẹt các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lên bát cái đầu luôn. Mày nè, mày nè chết đi con. Ủa hình như hết rồi đúng không? Hết rồi các bạn ơi. Ui dạ, kẹt dữ tên nè. Ok các bạn ơi, hết rồi nè. Wow, công nhận á các bạn, cái sức mạnh của gọi là bộ giáp này nó cực kỳ mạnh luôn. Này nó vừa bắn được laser nè, vừa bắn được cái gì nó cũng biết nữa, cái này là cái gì á. Vừa bay được luôn, vừa có cái giáp bảo vệ cho nước luôn nè các bạn ơi. Nhưng mà có cái là cái này nó hơi tốn năng lượng các bạn ơi. Thì ok, thì các bạn nghĩ sao về cái gọi là cái bộ giáp này các bạn, cái chiếc nhẫn này các bạn hãy bình luận phía dưới nha. Còn á, video của Nút gây ra với các bạn, đừng quên để lại cho Nút một nút like, một nút đăng ký, một nút chia sẻ nha. Và đừng quên watch channel của tất cả mọi người, cho tất cả mọi người nữa. Và đừng quên là nhớ hashtag 600 ca xích này, hashtag Nút 2019, hoặc là Nút vui vẻ nha. Còn bây giờ Nút sẽ đi cứu MK các bạn ơi, MK đi đâu không biết. Ok, bây giờ mình sẽ bật sức mạnh xanh của mình. Ok, tạm biệt các bạn nha. Sức mạnh xanh.